Chiều nay, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất chủ trương tiếp tục trích quỹ cứu trợ thiên tai tỉnh, kịp thời hỗ trợ nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh và nhân dân các tỉnh thành phố bị thiên hại nặng do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014, Quỹ Cứu trợ Thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận hỗ trợ từ 188 đơn vị tổ chức nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 23,2 tỷ đồng. Đến nay, Vĩnh Phúc đã thực hiện hỗ trợ các tỉnh, thành phố và các địa phương trong tỉnh với tổng số tiền hơn 9,2 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách tỉnh và Quỹ Cứu trợ Thiên tai tỉnh. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Ban vận động Cứu trợ tỉnh Thống nhất đề xuất Ban thường vụ tỉnh ủy cho phép chi quỹ 14 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, mỗi tỉnh thành 2 tỷ đồng. Hỗ trợ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Cạn, Hà Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Đồng thời đề xuất hỗ trợ huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, mỗi huyện 2 tỷ đồng. Hỗ trợ huyện Tam Dương 1 tỷ đồng.